Cây đuốc với ngọn lửa Olympic đã được chở bằng thuyền đến giữa hồ Baikal, nơi hai thợ lặn rước đuốc sẽ mang ngọn lửa thượng võ xuống tận đáy chiếc hồ sâu nhất thế giới. Hai thợ lặn rước đuốc đã được mặc một bộ trang phục đặc biệt theo phong cách chính thức của chiến dịch rước đuốc Sochi 2014, đó là bộ quần áo không thấm nước, bộ chân nhái, găng tay và các thiết bị bổ sung khác. Lễ đón tiếp ngọn lửa Olympic ở vùng hồ Baikal trước đó đã được tiến hành trong khuôn viên kiến trúc bảo tàng dân tộc học Tanzi với những màn trình diễn văn nghệ độc đáo. Tôi rất tự hào khi được mang ngọn đuốc biểu tượng xuống vùng hồ linh thiêng Baikal của nước Nga. Với tôi, đây không chỉ là cơ hội tham gia tiếp sức hành trình rước đuốc, mà còn cảm nhận được Baikal là gì, vùng nước ở đây ra sao. Tôi đã nghe về địa danh này rất nhiều, nhưng không ngờ khu vực này lại tuyệt vời đến thế. Ngọn đuốc Olympic đã vượt qua quãng đường 65.000 km, hành trình 123 ngày đi khắp nước Nga để cho thế giới thấy sự đa dạng của các khu vực và dân tộc của Nga, tạo ra sự phấn khích và sự đoàn kết giữa các dân tộc trước kỳ Thế vận hội mùa đông Sochi 2014. Hồ Baikal thuộc khu vực Siberia phía đông nước Nga, cách Moscow 5 giờ bay.